Cái này gọi là cúc gai dài, hay còn gọi là kế sữa. Tên khoa học là Psyllium marianum. Nên là nó có tên khoa học như vậy, nên là cái hoạt chất mà trong cái này người ta quan tâm á là silymarin. Nhá, Psyllium marianum nhá. Anh có mạnh dạn đứng gần vào nó xem nào. Cứ mặt mé lên. Chụp đi. Đấy đợi. Xem cái đứa nào nó bán cúng kháng nha, để bố đấy để uống thôi chứ không cần lấy giống đâu. Nó bán rẻ rẻ thì lấy kiểu bố mua lấy 1 cân thôi. Nói vào rồi là phải uống nước nói. Có nước nói uống vào rồi thì mình phải coi là đi vào công việc ngay. Mua cân bột, mua nẻ để. Quay làm sao phải từ lúc hái chứ. Hôm nào lên vườn anh Phương lấy mấy cây cung khén của chồng. Cung khén đằng sau nhà vòm này em nhờ. Cái đó là phụ thuộc vào thôi. Cái đó phụ thuộc vào bọn anh. Phụ thuộc vào bọn anh à? Đó đoàn lên nó mới thế chứ có phải là do gì đâu.